Ok, xin chào quý anh chị và các bạn, và Thắng rất vui mừng được gặp lại quý anh chị và các bạn trong cái video tiếp theo này. Và cái video ngày hôm nay ấy, thì trước mặt các bạn đang thấy đó là cái bản vẽ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Và tất nhiên đây sẽ là cái thành phố sân bay trong tương lai. Và cái video ngày hôm nay ấy, thì Thắng sẽ nói đến một cái phân phân vùng khác, cái phân vùng 5, phân vùng cuối cùng của thị trấn Long Thành, nhưng nó lại tiềm ẩn những cái cơ hội và những cái đặc điểm vị trí về vị trí địa lý để hình thành một cái khu đô thị, khu công nghiệp rất là tiềm năng trong tương lai. Và Thắng nghĩ rằng video này sẽ rất quan trọng để các bạn nắm được cái quy hoạch, nắm được cái vị trí địa lý của cái vùng này, để làm sao sau dịch nha, nếu bất động sản còn đứng giá, còn giá giảm thì các bạn hãy nhanh chóng đi tìm kiếm những cơ hội bất động sản tại nơi đây. Bởi vì cái cơ hội mà đứng giá như vậy thì Thắng nghĩ là trong tương lai nó sẽ tất nhiên là còn, nhưng mà để một cái đợt sóng mới mà tới với Long Thành Nhân Trạch nữa thì giá sẽ lại thiết lập thêm một cái mặt bằng khác rồi. Ok, và bây giờ là chúng ta đến với bản vẽ của thị trấn Long Thành tới năm 2030 nhé. Như các bạn đã biết đấy, theo cái bản đồ này này, đây, đấy, các bạn nhìn này, hướng Bắc này, hướng Bắc theo cái sân bay Long Thành nhé, hướng Bắc là hướng thẳng đứng lên này, thì phía sau ở dưới sẽ là hướng Nam, và bên tay trái của các bạn, bên tay trái nhá, bên tay trái, trái là Tây, các bạn TT, trái là Tây và bên phải là Đông. Đó, thì cái sân bay Long Thành của chúng ta ấy, nó sẽ nằm chệch hướng phía sau, phía cổng sau, đó đó là hướng Đông Bắc, hướng Đông này, hướng Đông bên tay phải này, hướng Bắc lên này, nhìn Đông Bắc này, và phía cổng trước là phía Tây Nam, nó nằm hơi xéo như vậy, Tây Nam cổng trước. Rồi, và cái vị trí phân khu 5 mà Thắng nói đó là cái vị trí đây, nằm phía bên hông Long Thành này, đây phía Nam này, phía Nam là phía dưới này đấy, và nó đang đủ điều kiện để hình thành một khu kinh tế, một khu công nghiệp, một khu đô thị công nghiệp phía sau, à phía phía Nam sân bay sau này. Và Thắng sẽ phân tích cái bản đồ quy hoạch và những cái lý do mà tại sao nó lại rất là thích hợp để hình thành một khu đô thị, một khu công nghiệp lớn tại vị trí này. Và chắc chắn rằng khi Thắng phân tích xong ấy, thì các bạn sẽ thấy được cái cơ hội nó rõ ràng hơn tại khu vực này nhé. Ok, và rồi Thắng phóng nhỏ lại này. Đây, thì đối với cái vị trí địa lý của khu khu Nam này ấy, thì Thắng sẽ là giải thích là ở đây nằm bên hông sân bay thì nó có 3 xã, phía Nam sân bay có 3 xã nhá. Xã thứ nhất nằm gần sân bay này, gần sân bay nhất đó là xã Bầu Cạn, và nằm ở phần giữa này đó là xã Tân Hiệp, và nằm cuối cùng đó là xã Phước Bình, và ở đây sẽ là giáp danh với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ba xã này, thì đối với ba xã này thì nó sẽ có cái bán kính cách với sân bay như thế nào, thì Thắng sẽ mở remap này để các bạn nhìn. Đây, đây nó đo cái bán kính này nhá. Rồi Thắng sẽ lấy thước này, Thắng đo từ cái ranh sân bay nha. Rồi, ở đây đối với bán kính 2 km, 2 tới 3 km ấy, thì đó là thuộc xã Bầu Cạn nha các bạn. Đó. Rồi, rồi đối với bán kính là từ 5 tới 7 km này, 5 tới 7 km các bạn nhìn này, thì đó là xã Tân Hiệp, và cuối cùng từ 7 tới 10 km đó là xã Phước Bình. Thì khi các bạn biết được cái bán kính gần sân bay như vậy thì các bạn sẽ đưa ra cái tiêu chí cho mình là mình muốn sát sân bay khoảng 2 tới 3 km thì các bạn sẽ tập trung vào cái khu này, khu Bầu Cạn, đúng không ạ? Và các bạn muốn tầm tầm 5-7 km thì các bạn sẽ đi vào khu Tân Hiệp, và xa hơn nữa từ 7 tới 10 km thì các bạn sẽ vào khu Phước Bình. Còn đối với cá nhân Thắng, Thắng lại thích cái khu mà Phước Bình này đó, một phần Tân Hiệp và một phần Phước Bình, thì nó từ khoảng 5 tới 10 km là Thắng ok, còn gần quá thì Thắng lại không thích cho lắm. Còn đấy là ý kiến của Thắng nha, còn tùy các bạn thấy gần cũng không sao cả, gần có thể là nó ồn ào với sân bay nhưng mà cái mức giá thì có thể nó rẻ hơn, nó tốt hơn, đúng không? Rồi Thắng phát ra, rồi quay trở lại với bản đồ của quy hoạch bên đây, thì đó là ba xã mà Thắng vừa giới thiệu về các bán kính. Và trước mặt ba cái xã này nó có những cái gì, nó có cái những tiện ích giao thông nối nào trong tương lai để anh phát triển khu vực này lên. Thì các bạn đầu tiên các bạn nhớ này, bên phía này, bên phía đây, bên phía tây này, phía tây thì các bạn thấy một cái đường lớn không, cái đường lớn như vậy này đó, theo cái bàn tay của Thắng nhá, các bạn thấy thì đó chính là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Hiện tại
trước một cái video này thì Thắng cũng đang làm về cái video về cái tuyến đường này rồi, hiện tại cũng đang rất là gấp rút để làm sao kết hợp được với sân bay Long Thành. Và cái đoạn cao tốc này, riêng cái đoạn cao tốc này, giai đoạn này sẽ, nếu mà khi được làm ấy, thì sẽ làm 4 làn đường, phải không? Nhưng đối với đoạn sân bay, từ đoạn sân bay này, từ cái đoạn nút giao cao tốc này này cho tới cái đoạn nút giao của cái ba cái xã này đến nút giao Tân Hiệp Phước Bình này, thì cái đoạn này sẽ là 6 làn xe, bởi vì cái lưu lượng xe khi mà sân bay Long Thành ấy được hoàn thành và khởi công được hoàn thành và đi vào sử dụng ấy, thì cái lưu lượng khách là 20 triệu một năm thì rất là nhiều, nên cái tuyến chỗ này phải là 6 làn xe. Còn các cái tuyến hai bên dưới Vũng Tàu và Biên Hòa thì sẽ là chỉ là 4 làn xe trong cái giai đoạn này thôi. Đó là cái ý kiến mà tham bổ sung thêm cho các bạn. Rồi, song song với cái tuyến đường Biên Hòa, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thì đó là cái tuyến đường quốc lộ 51 này các bạn này. Quốc lộ 51 này. Đấy. Rồi đi xuống Vũng Tàu. Đó. Và để các bạn đến được cái vị trí của ba cái xã này, khu vực phía nam của sân bay Long Thành như vậy, thì nếu các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì các bạn đi theo cái tuyến các bạn đi xuống Vũng Tàu đó, có nghĩa là các bạn đi từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh này, các bạn ra quốc lộ 51 rồi các bạn đi xuống Vũng Tàu đó, đi xuống Vũng Tàu đó thì sẽ các bạn sẽ gặp cái khu bên đây, được chưa? Rồi đó, cái điểm thứ nhất là nó gần cái ba cái hai cái vị trí này nhá, gần cái cao tốc này, gần nút giao cao tốc này, gần cái quốc lộ 51 này. Và một cái đặc điểm nữa đó là sao, ở đây có một cái nút giao của hai cái cao tốc với nhau, đó là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, và cái đây nữa đó là gì, đây là cao tốc Bến Lức Long Thành. Thì cái điểm giao này các bạn có thể dễ dàng đi theo cái tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành này đi về phía Nhơn Trạch, hoặc đi về thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là đi về các tỉnh miền Tây hoặc là Cần Giờ, thì đi theo tuyến cao tốc này nhá, rất là thuận tiện các bạn. Các bạn đi đâu cũng được khi đi theo cái tuyến này. À, rồi thì đó là cái mặt ưu thế của cái mặt phía tây của ba cái xã này, ba cái xã này đó. Còn cái phía bắc thì các bạn biết rồi, nó gần sân bay Long Thành đó. Ok rồi, cái phía đông bên đây, phía đông nam thì sao, phía đông nam của ba cái xã này, phía đông nam thì nó có cái vị trí như thế nào? Đây thì phía đông nam ấy thì nó giáp với một huyện, đó là huyện Cẩm Mỹ, Cẩm Mỹ này, huyện Cẩm Mỹ này đó. Và cái đặc điểm mà Thắng muốn nói ở đây ấy, đó là có một cái hệ thống giao thông rất là lớn ngay phía sau, phát triển cái mạng lưới logistics rất là tuyệt vời cho cái phía sau này, đó là cái đường, các bạn nhìn nhá, đường vành đai 4 đó. Đường vành đai 4 này thì nó sẽ chạy trên cái địa phận của huyện Cẩm Mỹ ở khúc này, và một phần thì dính vào cái phần của thị trấn của Long Thành ở ngay đây. Thì đối với ba cái xã này thì chắc chắn rằng họ đã lên bản đồ, họ đã lên kế hoạch thiết kế để làm sao những cái tuyến đường nối từ phía tây sang đến phía đông, có những tuyến đường này để kết nối vào cái đường vành đai 4 này. Đây các bạn nhìn này, đó, nhìn nhìn theo tay của Thắng nha, cái tay trên màn hình đó, đó nối vào đường vành đai 4. Bên đây cũng vậy, tuyến đường này sẽ nối vào đường vành đai 4 đó. Đường vành đai 4 là đường như thế nào thì chắc chắn các bạn, nhiều bạn cũng đã biết rồi. Đường vành đai 4 là cái đường mà sẽ liên kết 5 cái tỉnh thành lớn nhất, phát triển nhất của khu vực miền Nam chúng ta. Đó là thứ nhất, nó bắt nguồn từ Bà Rịa Vũng Tàu. Thứ hai là Đồng Nai. Thứ ba là Bình Dương. Thứ tư là thành phố Hồ Chí Minh. Thứ năm là Long An. Và hiện tại cái tuyến đường này đang được quy hoạch dài 198 km, và ở phía Long An, anh nhớ đọc hình như là có làm một đoạn rồi đó. Và cái đoạn này cũng rất là tiềm năng, bởi vì sao? Thắng hy vọng rằng trong cái giai đoạn từ 2021 tới 2025 ấy, thì cái đoạn vành đai 4 phía sau sân bay này sẽ được khởi công, sẽ được làm. Bởi vì sao? Khi sân bay Long Thành được làm ấy, nếu mà phụ thuộc vào cổng trước không ấy, thì nó sẽ rất là đông và dễ dẫn đến kẹt xe. Và cái cổng sau này này mà được làm thì sẽ rất là tuyệt vời, và giúp cho cái thông thoáng trong cái việc mà di chuyển vào và di chuyển ra của sân bay Long Thành. Bởi vì sao? Nó sẽ giải quyết được tất cả những cái huyện phía sau này, huyện Cẩm Mỹ này, huyện Thống Nhất này, và những cái tỉnh huyện phía sau như là Tân Phú, Định Quán, và những tỉnh phía sau nữa, đó là Đà Lạt hay là Phan Thiết. Khi mà họ đi sân bay Long Thành ấy, họ kéo về đây thì họ hoàn toàn có thể đi vào cái điểm giao chỗ này, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh này. Các bạn nhìn này, đây là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh nhá. Đây nhá. Đó rồi, đây là đường vành đai 4 nha, thì sẽ giao nhau tại cái điểm này, và những cái huyện, những cái tỉnh phía sau này thì họ khi mà họ đi tới cái điểm này thì họ hoàn toàn có thể đi tới cái điểm giao của vành đai 4 này, và họ rẽ vào đây, họ đi vào sân bay
Đó, họ tới đây, họ rẽ và họ đi vào sân bay như vậy. Nếu không ấy, nếu không có cổng sau này thì họ sẽ hoàn toàn phụ thuộc và đi về phía cổng trước như vậy. Rất là bế tắc đó các bạn. Và họ đang hy vọng rằng nó sẽ mở toang một cánh cửa phía sau nữa này nữa thì sẽ rất là tuyệt vời. Đó, đó là lợi thế ở phía sau sân bay ấy. Phía sau có ba cái huyện này nhá. Các bạn nhớ đó. Các bạn nhớ nhá. Rồi còn cái gì nữa? Rồi cái phía nam có ba cái huyện này, à ba cái xã này thì nó có cái gì? Phía Nam thì tất nhiên nó ráp với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì nó có một cái ưu thế thì là gì các bạn? Các bạn có thể đoán được, Thắng ý các bạn hoàn toàn có thể đoán được. Đó là sao? Một cái lưu ý của Thắng ấy, đó là sao? Thứ nhất, về du lịch thì các bạn đi xuống Vũng Tàu, các bạn du lịch rất là dễ dàng và gần, đúng không ạ? Đi ào cái là xuống rồi, rất là tuyệt vời. Và cái điểm thứ hai mà Thắng muốn nói để phát triển kinh tế, phát triển xã hội, kinh tế xã hội và logistics ấy, thì đó là một cái cảng, đó là cảng quốc tế Cái Mép. Đó, cảng quốc tế Cái Mép ấy, thì Thắng cho thêm ý kiến ở đây nhé. Đó là một cái cảng đang là top 20, nằm trong top 20 cảng lớn nhất của thế giới. Và cái cảng quốc tế Cái Mép ấy là cái cảng duy nhất tại Việt Nam chúng ta được cấp phép đón những cái tàu siêu tải trọng lớn của thế giới vào. Cảng duy nhất nha. Cảng duy nhất của Việt Nam được cấp phép để đón được những cái tàu siêu trọng tải của thế giới đi vào. Và chính vì vậy cái lưu lượng mà xuất nhập khẩu của cái cảng này là cực kỳ lớn. Cực kỳ lớn nha các bạn. Rồi, chính vì vậy mà khi mà cái cảng nó nằm đó thì sân bay Long Thành ấy, khi mà có cái cảng Cái Mép ở đó và đây là sân bay Long Thành này thì là một cái hệ thống là vừa cảng không vừa cảng đường thủy, hai cái mà lớn nhất thì sân thì tất nhiên là ông Long Thành ấy, ông không thể nào bỏ lỡ cái cơ hội mà để mà phát triển một khu đô thị, khu công nghiệp tại cái vị trí này được, bởi vì nó sẽ có cái vị trí rất là thuận tiện để làm sao phát triển kinh tế xã hội và thông thương xuất nhập khẩu và phát triển logistics vận chuyển ở khu vực này. Lại còn thêm tuyến cao tốc ở mặt trước này nữa này. Đó, quốc lộ 51 này. Rồi cao tốc Bến Lức này, đi ra này. Rồi phía sau có đường vành đai 4 này. Và tất nhiên ở ba cái xã này chúng ta hoàn toàn có thể là đi được đi cái đường bên hông sân bay này, có một tuyến đường này, họ đang làm một tuyến đường bên đây này. Trong tương lai họ sẽ làm cái tuyến đường này này. Đó, đi cặp hông của sân bay Long Thành này và đi qua bên xã bên bên phía Bắc. Bên đây, đi qua xã Bình An và Lộc An, Bình Sơn ở phía bên đây. Đó. Đó là những cái mà Thắng muốn đưa tới các bạn. Để Thắng xem nó còn cái gì nữa không nhá. Sang sợ thiếu nó phải ghi hết ra. À, đó. Và nếu mà các bạn sở hữu được những bất động sản ở trong cái khu vực này ấy, thì các bạn đừng lo cái việc mà di chuyển về trung tâm. Trung tâm của chúng ta là gì? Chúng ta lấy thành phố Hồ Chí Minh không ạ? Thì trung tâm của chúng ta ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể di chuyển này. Ví dụ đây, Thắng nhìn trên Remap nhé. Đây các bạn này, ba cái xã này thì các bạn hoàn toàn đi về trung tâm, các bạn đi theo tuyến Bến Lức này. Bạn từ trong đây các bạn đi ra cái nút giao cao tốc này. Bạn đi theo đường Bến Lức này. Đó. Thấy chưa? Rồi các bạn đi tới Nhân Trạch phải không? Các bạn hoàn toàn có thể rẽ vào Nhân Trạch. Hoàn toàn có thể đi vào Nhân Trạch bên một bên đây là cái đường Nhân Trạch này, đường 319 này. Đây, nút giao 319 ở đây. Hoặc là các bạn có thể đi qua bên đây, đi qua cái đường vành đai 3. Đây là nút giao của đường vành đai 3 với cả thành phố Hồ Chí Minh, Nhân Trạch đấu nối thành phố Hồ Chí Minh với cả Nhân Trạch. Đây, đi về thành phố Hồ Chí Minh. Đi vào trung tâm huyện Nhân Trạch cũng nằm ở đây. Và hoặc là chúng ta có thể đi xuống đây. Chúng ta đi về phía cầu Cát Lái trong tương lai, đi về thành phố Hồ Chí Minh. Còn không thì các bạn hoàn toàn có thể là đi về Cần Giờ, đi về phía du lịch Cần Giờ. Đây, Cần Giờ đây. Ở đây có một cái siêu dự án của Vingroup này. Nằm ở đi từ đây này, các bạn hoàn toàn đi xuống dưới đây. Siêu dự án của Vingroup nhá. Đây, nằm ở vị trí này. Đó, còn đây là Vũng Tàu. Và đây Thắng muốn có một cái cầu ngang qua đây nữa thì đó là một điều rất là tuyệt vời cho Cần Giờ và Vũng Tàu ở vị trí này. Cầu bắc qua biển. Đúng không ạ? À, đẹp quá. Rồi, đi theo tuyến Bến Lức này thì các bạn có thể hoàn toàn đi về miền Tây. Thì theo Thắng đo cái khoảng cách ấy, để các bạn mà đi từ cái vị trí này đi theo Bến Lức này về tới trung tâm Sài Gòn ấy, thì nó không nghĩ là nó không xa lắm đâu. Thắng đo thử các bạn nhé. Này, nó áng qua này. Đấy, đấy, đấy. Đấy, về tới đây 19 km này. Các bạn đi tới đây, đi tới cao tốc này. Rồi là 33, đến với điểm giao này là 33 km và đi về quận 2, quận nhất thì được khoảng là 38, 35 cái 38 km, đúng không ạ? Rồi đó, thì bên đây cũng vậy, tầm 38, 40 km. Nếu nếu mà cái quãng đường đó các bạn đi như vậy thì Thắng nghĩ là
sẽ đi cao tốc như vậy thì cái đường lớn như vậy thì nó khoảng độ 1 tiếng này, chưa tới tiếng đó, chưa tới 1 tiếng đâu. Còn cách thứ hai thì các bạn hoàn toàn có thể là đi theo cái tuyến, cách thứ hai thì hoàn toàn bạn có thể hoàn toàn đi theo cái tuyến này, cái tuyến lắp các mạng hơi yếu, các bạn thông cảm nhé, đi theo cái tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu này, di chuyển về cái điểm giao của cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành và đi lên Thành phố Hồ Chí Minh cũng bằng cái tuyến đường này thôi, đó cũng bằng cái tuyến đường này. Ok, rồi đó là chúng ta đi về trung rồi đó, thì chúng ta đã điểm qua được những cái vị trí, những cái quy hoạch, những cái tuyến đường nó sẽ ảnh hưởng tới thế nào ở cái khu vực ba cái xã này, và hiện tại ba cái xã này cũng đã lên hết quy hoạch rồi các bạn ơi, toàn những cái khu công nghiệp mới rất là tiềm năng trong ba cái xã này. Đây các bạn nhìn sát vô này, đây này, đây này, đây có trường đại học y này, đất giáo dục này, khu công nghiệp này, rồi đây là khu công nghiệp ở xã Phước Bình, Tân Hiệp nhé. Còn đây là khu công nghiệp Tân Hiệp này, khu công nghiệp này rất là lớn nhá, hình như thằng nhớ là khoảng độ 2.700 hecta đó. Rồi đi qua bên đây cũng là khu công nghiệp nữa này, đó ở dưới đây cũng có một khu công nghiệp nữa này, rồi ở sát sân bay cũng có một khu công nghiệp Bầu Cạn nữa này, đó thì hoàn toàn đó là những cái mới hết, và những ai yêu thích những bất động sản vùng ven và gần như khu công nghiệp thì các bạn nhớ đừng bỏ qua cái cơ hội này, bởi vì sao, nó đang còn rất là sơ khai và cái cơ hội ở đây nó cũng còn rất là nhiều này. Các bạn nhìn này, có những tuyến đường nối khu công nghiệp với nhau này, những tuyến đường nối khu công nghiệp với nhau này đó, thì những đi vào chi tiết hơn của từng cái tuyến đường, những cái vị trí quan trọng ấy thì hoặc cái giá thì Thắng sẽ mời các bạn tới một cái video sau đó tiếp theo để các bạn nắm được cái chi tiết hơn và cái mức giá và cái khu vực nào mà chúng ta đáng để đầu tư nhé. Nên các bạn nhớ đăng ký kênh của Thắng để tiếp tục đón nhận cái video tiếp theo ở cái khu vực phía nam sân bay Long Thành này. Và thêm một cái điều nữa mà Thắng muốn nói với các bạn đó là khi mà các bạn từ đầu năm tới giờ, từ năm 2020 tới giờ thì các bạn đang thấy là có một cái trào lưu ấy là các cái doanh nghiệp, cái nguồn vốn FDI họ đang dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc về Việt Nam, đúng không ạ? Và về thực ra cái giá Trung Quốc bây giờ, cái giá lao động của Trung Quốc theo Thắng đọc và tìm hiểu ấy thì bây giờ họ đang gấp 3 đến 4 lần cái giá lao động ở Việt Nam chúng ta rồi. Đó. Mà cái con người Việt Nam của chúng ta thì cũng rất là thông minh, rất là thông minh. Còn về vị trí địa lý ấy, để mà thông thương xuất nhập khẩu ấy, thì vị trí của chúng ta cũng không hề thua kém với Trung Quốc. Chúng ta có 3.000 km bờ biển, và còn hơn thế nữa, ông này này, ông ba xã này này, ông ấy nằm ngay sân bay Long Thành, cảng lớn nhất, cảng top 16 sân bay được chờ đợi nhất trên thế giới. Đó. Rồi, ở dưới đây là cảng Cái Mép, mà là cái cảng top 20 lớn nhất thế giới, đón được những tàu siêu trọng tải lớn nhất thế giới vào. Rồi, cái tuyến cao tốc bao bọc xung quanh, cái tuyến đường mạng lưới logistics cực kỳ là tuyệt vời. Nên ông Long Thành sẽ rất là tuyệt vời mong phát triển được cái khu vực này lên. Trước đây nếu mà không có sân bay không có sân bay Long Thành ấy, thì có thể là nó sẽ khó hơn, chắc chắn là khó hơn rồi. Nhưng mà khi có sân bay Long Thành nữa thì đó là một cái điểm cộng rất là lớn cho cái khu vực này nhá. Đó, vì vậy là cái việc dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam thì đó cũng là một cái lợi thế cho cái khu vực miền Nam chúng ta. Và đặc biệt miền Nam chúng ta có một cái ưu điểm nữa, đó là sao các bạn? Chúng ta có 2 mùa không có rét, với cả cái thời tiết của chúng ta nó thực sự nó rất là tốt hơn ở ngoài miền Bắc, bởi vì Thắng đã sống ở miền Bắc đến 16 năm 17 năm ở ngoài Bắc rồi, 16 tuổi Thắng vào trong miền Nam. Thì ở ngoài Bắc ấy từ nhỏ đang thấy những trận bão rồi là thời tiết nó cực kỳ là khắc nghiệt, mỗi lần bão về rất là mệt mỏi. Ở đây miền Nam chúng ta thì thực sự là rất là ít bão, nên đó là một cái lợi thế để chúng ta yên ổn phát triển kinh tế và phát triển sản xuất. À, đó, và chúng ta cùng nhìn qua vệ tinh của khu vực này nhá. Chúng ta cùng nhìn qua vệ tinh của khu vực này nó xem đã có những cái gì rồi. Để chúng ta có cái nhìn tổng quát hơn. Đây, các bạn nhìn này, ba xã này. Ba xã đây nhá. Đó, thì các thằng tắt cái bản đồ phải đi này. Đó. Thì nó còn rất là sơ khai. Đúng không? Khu công nghiệp này chưa có mấy này. Khu công nghiệp này, nó cụm khu dân cư ở đây này. Cụm khu dân cư ở đây này, khu công nghiệp này. Đó. Chỗ này khu công nghiệp phải không? Thằng tắt đi này. Đó, chưa nhá. Đó, ok chưa? Và Thắng thấy là tất nhiên là trước giờ nó có sốt rồi, nhưng Thắng thấy cơ hội nó vẫn còn rất là nhiều ở khu vực này. Nên đây sẽ là cái cơ hội mà sau dịch bất động sản còn đứng, còn đi ngang, còn xuống giá thì đó là cơ hội để chúng ta sở hữu những bất động sản tại gần thành phố sân bay nhé các bạn.
Và cái video sau thì Thắng sẽ nói chi tiết về từng cái tuyến đường và từng cái mức giá và các bạn nên tập trung ở chỗ nào. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để đón xem cái video sau của Thắng nhé. Và bây giờ thì Thắng sẽ bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau.